Không nói gì đúng không? Bây giờ lại gì là quan đầu đang lén lút quay hình đang chưa xuất hiện vậy. Tranh thủ. À, sư phụ đang đi cắt tóc rồi. Giống cái mặt. Sư phụ đi cắt tóc rồi cho nên là mình tranh thủ quay. À, một lát nữa sư phụ sẽ tới. Đang đang đứng đó là cái kẹt của mình. Bây giờ sẽ tha Coleman để dẫn chương trình cho các bạn đang đến với Coleman. Đó, bây giờ là buổi thông báo của phim của Hội Thực Thể sẽ phát sóng lúc 20:35 thứ tư hàng tuần với lại 20:25 thứ sáu hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ 30/1. Mọi người nhớ đón xem theo dõi nha. Hôm nay có Lương Thế Thành, Hồng Thanh, rồi Đạm Phương Linh, rồi có nhiều người nữa nhưng mà đặc biệt là không có Coleman. Cướp kênh luôn á anh. Nãy giờ anh cướp kênh luôn á anh. Sư phụ đã tới. Thể hiện khi mà nó yêu đó, nó không còn là xuất ra, nó yêu, nó yêu bằng cả tim, cả khối óc, cả tinh thần, yêu bằng tất cả mọi thứ. Nó có thể nó ghen, nó có thể nó làm rụng ben lên, nó không còn giữ hình tượng nữa, nhưng sâu lắm bên trong đó thì nó vẫn còn có cái gọi là cái tình thương và cái tính rất là điềm đạm của chàng trai hơi ca. Và với sự thể hiện của Thành và Đạt Phương Linh thì Thành nghĩ đây là một cặp đôi khá là vui trong bộ phim này, và khá là ấn tượng. Có rất là nhiều cảnh quay hài, và có rất là nhiều cảnh tình cảm, và đặc biệt là những cảnh quay ở ngoài Phú Quốc thì rất là đẹp, rất là lãng mạn. Và Thành hy vọng rằng cái bộ phim này lên sẽ là một phim đáng để coi trong dịp Tết này. Nếu mà nói về kỷ niệm đẹp thì thực sự bộ phim này rất là nhiều kỷ niệm đẹp, tại vì hầu như cảnh phim ở ngoài Phú Quốc hoặc là ngoài Long Hải đều là những cảnh rất là đẹp, và đặc biệt là Thành rất thích những cảnh ở ngoài Phú Quốc và hoàng hôn.
mà khi mà quay cái cảnh mà tình cảm giữa nhân vật của Thành và nhân vật Đàm Phương Linh trước cuộc hoàng hôn nó rất là đẹp. Hầu như là khi quay cái cảnh đó tất cả mọi người anh em đều phải ngưng lại và ai cũng cầm máy là selfie tự chụp hết, tại vì cảnh nó quá đẹp. Trên một bãi biển mà có một cái chiều hoàng hôn nó khá là đẹp, khá là ấn tượng, và cái vai Thành và vai của Đàm Phương Linh xuất hiện trong cái khung cảnh đó rất là lãng mạn. Thành nghĩ cái đó là một trong những cái khung cảnh mà rất là khó quên. Hầu như là không có thời gian rảnh quay ở ngoài Phú Quốc thì hầu như là 24/24, Thành và Đàm Phương Linh cũng như tất cả các diễn viên khác đều làm việc rất là cực lực. Tại vì mình cái thứ nhất mình không có thời gian nhiều, và cái thứ hai cái thời tiết khi mà mình ra ngoài Phú Quốc nó cũng không có ủng hộ được khi cái mình nó mắc mưa rồi nó cũng rất là dạ, nhớ chứ ạ? Ba ơi, ba khỏe chứ hả? Khỏe không? Ừ. Ba đưa cho bé tắt. Con coi lại cái con thấy ba thì đưa cho bé tắt lắm. Con coi phim con không sợ luôn mà. Con hiểu sao con vượt qua được giai đoạn đó nữa. Mọi người nhớ cái dịp Tết không? Ngày xuân hai cha con dạ. Ngày xuân gán rễ. Ngày xuân gán rễ hai cha con. Hai cha con không giống, không ai giống ai chứ. Mình lên tim. Giống má. Lên tim đi mà. Giống thật ra là ông Thanh là giống Cương Dừa hơn. Giống ông Hoàng Sơn. Đó là đó, đứng ngồi vô, bước vô là vô là đó. Lúc mà quay nó sống em nhiều á. Lúc mà quay ngày xuân gán rễ á, tình cảo cái đầu cho giống má. Nhưng mà em sợ cái đầu xong cái công an bắt em không cạo luôn. Đây, quý vị các bạn thân mến, nay bận lắm nha, tranh thủ chạy qua đây chút xíu để ghi lại cho mọi người xem một ít hình ảnh hậu trường công bố phát sóng phim Ngũ Hợi Tấn Hỷ. Cái phim Ngũ Hợi Tấn Hỷ này thì chắc Caravan cũng xin được phép PR cho cái phim này một chút xíu. Đó là bộ phim này là một cái bộ phim mà thật sự là nó một phim gia đình mà ra trong mùa Tết, câu chuyện xoay quanh các cái nàng, các cô con gái có cái tuổi Hợi, và năm nay là năm Kỷ Hợi, thì cái bộ phim này là anh Thanh Nam là cái người chủ gia đình mà làm cái nghề truyền thống là nghề nước mắm. Câu chuyện xoay quanh cái chuyện của hai đứa con gái, ảnh yêu một cái chàng trai, và chàng trai này thì nhà là kinh doanh đầu tư, nhưng mà mê mở nhà hàng tới cái mức từ cái chuyện mà ảnh mê cái nhân mở nhà hàng đó, thì ảnh mới về anh gặp cái anh Thanh Nam tên là cái tên nhân vật mình quên rồi, nhưng mà anh tìm về cái làng biết ông này có làm cái nghề nước mắm truyền thống và xin được lấy cái hương vị nước mắm truyền thống đó để đưa vào thành một cái signature của nhà hàng của anh ấy. Đó là câu chuyện xoay quanh như vậy, cái dòng tình cảm giữa, và nó lồng ghép cái thông điệp là bảo vệ cái làng nghề làm cái nước mắm truyền thống ở Phú Quốc. Một cái phim rất là cảm động nhưng mà cũng rất là nhiều tình tiết hài hước, dễ thương lắm. Mọi người đón xem nhé. Quá gì? Đây mọi người thấy ai cũng mặc đồ đẹp, vét tông vét tiếng, rồi có một mình là hơi sai đái một xíu. Đây là đạo diễn Dũng Nghệ, đạo diễn một phim Ngũ Hợi Tấn Hỷ này, một trong những đạo diễn very good, còn tên bây giờ có tuổi. Đạo diễn ý, già ý là nó là trẻ đó, già không đều ấy. Rồi chắc Dũng chia sẻ với khán giả của Calamen chút xíu về cái tóm tắt cái nội dung phim này đi. À, về dàn diễn viên, mỗi diễn viên xinh đẹp quá, diễn viên xinh đẹp. Tóm tắt phim có lẽ là dành sự bất ngờ của các khán giả, muốn được theo dõi bộ phim này và thảm hóa được nội dung của nó. Nhưng mà thực sự thì khi mà nhận được bộ phim này thì mình rất là vui, khi mà anh đã chiều chuộng đạo diễn hết sức, đã giúp cho đạo diễn có được một dàn diễn viên phải nói là tuyệt vời. Họ không chỉ là những người xa xắn nhất ở trên màn hình nhỏ hiện nay, mà các bạn rất là tài năng, và rất là chuyên nghiệp, cực kỳ ăn vai luôn. Và tôi tin là cái sự trẻ trung của bạn sẽ mang đến những quý vị khán giả nhân vật
hết sức được đầu. Dũng có thể chia sẻ một xíu về các cái diễn viên chính của mình được không? Phim của mình có nam diễn viên chính là Nguyễn Thành Long, bây giờ là Đương Thế Thành, Thành Đạt. Nhưng mà anh ta lại đi theo cái tiếng gọi của trái tim và đi tìm cho mình cái lẽ sống khác. Anh ta quyết định bỏ hết mình, bỏ hết mọi tiền tài danh vọng để ra Phú Quốc lập nghiệp, mở một cái nhà hàng ăn. Nhân vật hai là cô Xuân Mai do diễn viên Đàm Phương Linh thể hiện. Đó là một nhân vật hết sức cá tính, có lẽ là một trong những nhân vật mà rất là lạ và lâu lắm rồi khán giả màn ảnh nhỏ không được coi. Hết sức là dễ thương, cá tính dễ thương. Xuân Mai là một cái nhân vật mà vô cùng năng động, thông minh và hài hước, và có một cái phần xấu nhưng mà tôi nghĩ là khán giả rất thích, là cô mê ăn lắm. Chính vậy mà cô mới gặp được anh Long đầu bếp. Ngoài Lương Thế Thành và Đàm Phương Linh ra thì đã có nhân vật Hoàng Hải là giám đốc một resort 5 sao rất là nổi tiếng, một anh chàng bad boy rất là đẹp trai do diễn viên Dương Hoàng Anh thể hiện. Và bên cạnh Dương Hoàng Anh là diễn viên nhân vật Xuân Lan, chị gái của Xuân Mai. Cái nhân vật này thì là một nhân vật rất là nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc, rất là sắc sảo, do nữ diễn viên Dương Cẩm Linh thể hiện. Thì ngoài ra thì đã có những cái diễn viên khác như nghệ sĩ Ngân Quỳnh hay là nghệ sĩ Trung Phúc, rồi đặc biệt là nghệ sĩ Bùi Vũ Thanh Nam tham gia đóng vai ba của ông chủ của cái hãng nước mắm nhỉ từ xưa. Có hai cô gái rất là xinh đẹp, hai cái gái này. Dương Cẩm Linh là vai em đó. Dương Cẩm Linh là vai em, vai chị. Vai chị. Vai chị. Ông rất lo, ông ngoài cái xưởng nước mắm ra thì ông có hai cái khu nước mắm kia mà năm nay ông về cần phải xử lý. Chính vì vậy mà ông mở cái buồng kén rể. Rồi đây phỏng vấn thằng Hà đi. Ông Hà tham gia vai trò gì trong phim này? Đây là xong lấy tóc tay sức lực đủ hết rồi vậy. Hà thì thực sự không thể nào hoàn thành tốt cái bộ phim này được. Đây là một trong những vai sát cánh với đạo diễn. Ông Hà sản xuất đúng không? Cái phim sản xuất hả? Với đạo diễn trong không có sự kết bản hả? Dạ. Đa số giống. Anh em mình đấy. À, bạn ơi, bạn Cẩm Hà bây giờ là phó đạo diễn và biên tập cái bộ phim Ngủ Hồi Tấn Hỷ nha. Rồi Hà nói chút về cái nội dung đi. À, thì thật ra là đây là một cái phim mà tất cả mọi người đều rất là tâm đắc, bởi vì nó là một cái bộ phim truyền hình mà ekip mong muốn là đem đến một cái màu sắc mới cho phim truyền hình Việt Nam, trẻ trung rồi tươi vui, và cái nhịp của nó hiện đại và nó nhanh. Thì tất cả mọi người đều cùng nhau góp sức. À, thì chỉ là một chút xíu ở trong đó thôi để cho mọi cái nó được chân chu và dễ thương thôi. Ngủ Hợi là sao? Không hiểu Ngủ Hợi. Tại sao có tên là Ngủ Hợi? Nhà có 5 con heo, gia đình hạnh phúc. Ngủ Hợi là nhà có 5 con heo, gia đình hạnh phúc. Tại vì nó xuất phát từ cái quẻ bói của ông Dương đó. Ông đi gieo quẻ, thì cái quẻ là năm nay mà có một cái ông quẻ tuổi Hợi vô nhà nữa là nhà rất là vui. Cái phim nó xoay quanh cái chuyện mà tình cảm của hai cái hũ mắm trong nhà ông. Mọi người nhớ đón xem nha, 30 tháng 1, 20:35. HVV7 tối thứ 4 không? Dạ. Và 20:25 tối thứ 6. Một tuần chiếu 2 tập nha các bạn. Nhớ coi nha. Rồi, đây là bạn Quá Nhi. Lắp ló đó là kia là Khương Dừa. Đi. Mọi người có thấy không? Khương Dừa giờ ổng ở đâu cũng xuất hiện hết á. Không có liên quan gì ổng cũng xuất hiện vô đây á. Xuất hiện everywhere, tính câu view hay gì đó. Đây, Quá Nhi nói, đây bạn Quá Nhi là D.O.P. Cùng anh em với lại Hoàng Đào đó, mọi người. Đã lâu không gặp mọi người. Sao phim này có cảnh nào mà đẹp nhất, em ưng ý nhất? Có một cái cảnh quay hoàng hôn giữa Mai, giữa nhân vật Mai và nhân vật Long. Thì quay canh được cái thời điểm mà hoàng hôn, lúc đó rất là đẹp. Cái cảnh đó đảm bảo bạn xem sẽ rất là sinh động. Bạn hãy đón xem Ngủ Hợi Tấn Hỷ nhé. Rồi, nào mời quý vị và các bạn quay trở lại với Lương Thế Thành, vai chính của bộ phim này, trong vai Long.
chài quá đi các cô ơi. Hầu như mỗi năm Tết Thành đều diễn kịch ở sân khấu Thành đi cáp hết, năm nào cũng vậy. Trước khi Thành có gia đình thì hầu như là Thành ăn Tết ở Sài Gòn không, và ăn Tết ở sân khấu kịch không. Sáng mùng 1 là Thành đã vào sân khấu kịch diễn tới khuya mới về, hầu như là khoảng chừng 10 đến 11 năm đều là như vậy hết. Và từ khi Thành có gia đình thì cái thời gian dành cho gia đình Thành cũng biết tiết chế lại, cho nên mình cũng dành chút thời gian cho gia đình, cho vợ. Cũng một năm, hai năm đầu Thành cũng không có đi diễn kịch. Tâm ơi, là lui xíu mọi người ơi, lui nha. Rồi chú ý em chụp, em chụp cái nha. Ở cho em xin chụp trước. 2 3 rồi 2 3 dạ rồi. Đúng rồi, cho anh tới vô mình đi. Bên em trước em. Năm tới nó sẽ không, tại vì nói chung là bây giờ nhiều nhiều nơi làm cái gì cũng vậy, mà khi mà nó over thì lập tức nó tạo sự nhiều khác. Chắc mình mọi người vẫn còn nhớ là có cái một cái thời kỳ mà game show, lúc đó là game show xanh vàng đó, thì cái thời kỳ đó là game show rất là thành công, đùng một thời gian ai là triệu phú luôn, anh đi xuống tới một vài năm, sau vài năm nữa lại trở lại cái game. Với cái sự nở rộ quá nhiều công ty sản xuất game show như bây giờ thì đương nhiên hầu hết bây giờ mình nhìn trên thị trường có đi có lại, có các game nó đều giống giống nhau. Cái gì mà giống giống nhau nhiều quá là người xem mà nhà mình chán. Cho nên là anh nghĩ là cái năm 2019 này thì ở góc độ các nhà sản xuất là phải làm mới mình. Mà hiện tại giờ hầu hết là cứ thấy bên kia làm cái show đó, như vui với cái bên đây cũng vậy. Cho nên thành ra nó không có cái, hầu hết là nó sao chép qua lại lẫn nhau, nhưng nó không sáng tạo được cái mới. Với một cái vấn đề nữa mà anh nghĩ là
các nhà sản xuất Việt Nam, các nhà sản xuất game show Việt Nam suy nghĩ cố gắng tạo ra những format của riêng mình. Hầu hết là mình đang mua lại nước ngoài, hầu hết là rất ít đơn vị vẫn có đủ bản lĩnh để sáng tạo ra một format trong nước mà thành công. Thì anh nghĩ là nói gì nói thì game show hay phim gì cũng vậy, tới một lúc nó phải là cái tính bản địa của nó cũng tốt. Anh thì tụi anh là luôn luôn tìm kiếm cái mới. Điền Quân thì cứ phải tìm những cái show mới truyền cảm hứng, mà thật ra thì có show cũng thành công, nhưng có show thì cũng không có thành công như mong đợi. Hiện tại thì có lẽ là cái thị hiếu mình vẫn, cái thị hiếu của khán giả mình nó thay đổi liên tục, và thực sự thì cái thị hiếu của mình nó cứ phải làm và sau nghiên cứu và trải nghiệm rồi chút. Xu hướng đang được phỏng vấn rồi. Còn như Tết năm nào thì cũng đọc phim Tết hết. Phim dân tộc có, phim dài tộc có, nhưng bộ phim của Hồi Tấn Nhĩ này là một trong những bộ phim mà mình thấy kịch bản nó rất là dễ thương, nó có nhiều cái để cho mình thể hiện, và nó có sự trẻ trung ở trong đó. Và Thành nhận lời ngay làm cái bộ phim này, và quả thật cho trong quá trình làm phim thì Thành thấy có rất là nhiều cái mới mẻ trong bộ phim này, tại vì đạo diễn Dũng Nghệ đã thổi hồn vào các nhân vật ở trong đó. Và điều đặc biệt mà Thành cảm thấy rất là vui đó là hầu như đạo diễn Dũng Nghệ chọn các vai diễn rất là hợp vai, hầu như ai cũng hợp vai hết, từ vai lớn tới vai nhỏ ai cũng hợp hết. Hợp tới nỗi mà Thành có cảm giác như là các nhân vật đó là các diễn viên chứ không phải là các nhân vật nữa. Họ là ở trong bộ phim rồi đó, nó thật đến như vậy. Và bản thân Thành cảm thấy vui, đó là điều mà có thể gọi là một cái sự chiến thắng đầu tiên bộ phim. Tại vì bộ phim có thành công hay không đó là một dàn diễn viên họ diễn với cái sự thể hiện vai của họ có hợp hay không. Và bộ phim này Thành nghĩ là bộ phim thành công, và nó có rất nhiều yếu tố hài hước ở trong đó, trẻ trung ở trong đó, và cuộc tình cảm cũng có ở trong đó. Nói chung là cái mùa Tết này quý vị khán giả xem bộ phim của Hội Tấn Nghĩ sẽ xem được tất cả những cái tình cảm, sự vui nhộn, sự trẻ trung trong bộ phim của Hội Tấn Nghĩ này. Xong chưa bé? Mình trở lại với sư phụ. Không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Việt Nam mình thì thích làm cái show gì nhẹ nhàng thôi, đơn giản nhẹ nhàng, không phải tư duy gì. Nãy giờ mọi người coi phỏng vấn chắc là mọi người cũng đói bụng rồi, cho nên Hoàng dẫn mọi người đi ăn nha. Đây. Bây giờ mình đi ăn. Đây, các món ăn gồm có. Rồi, mấy mệt bây giờ mình đi ăn nè. Đây, review luôn đi. Đây là trái cây. Nãy giờ mọi người coi phỏng vấn là những món ăn quen thuộc. Nãy giờ mọi người có phỏng vấn cho cũng mệt rồi, mình phải cho mọi người nha. Đây, có ai thích món này không? Đó, cho mọi người lướt nhẹ qua một cái quầy ăn uống cửa trước cái phòng buổi ra mắt. Bạn này là Cảnh. Đây, đằng kia sư phụ vẫn đang tiếp tục phỏng vấn, thì mời quay tiếp. Đây, Lương Thế Thành thì giống như là bị ép vô góc, ép vô một cái góc. Này là mình trở lại với sư phụ đi.
quân thì nếu mà làm nội dung thì chắc xác định là sẽ có những cái show là như là show những show như là vững chắc được rất là nhanh hài mai và mai chắc tới giờ thì không ai không ai bây giờ là hai cái show này là số một hết. Nghĩa là nói chung mình không dám nói số một nhưng mà là những cái show show mà được ăn khách nhất đó. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng có rất nhiều cái show khác, nội dung nó phải phong phú. Là khán giả mình chia ra thì rất là nhiều tầng khác nhau, chính chính vì vậy cho nên là càng nhiều tầng khán giả thì có thể khán giả này thích hài, những khán giả kia thích hài, có thích những chương trình giải văn. Mình vẫn cũng nhưng mà để đầu tư một cái tốt. 20 chương trình một năm, và trong đó chỉ có 5 chương trình thắng lợi và thương mại và 15 chương trình nó không thắng lợi. Chương trình sắp bắt đầu. Mình thì mình thấy bạn này khá là xinh. Tạm bao lại đây. Wow, có chiếc thuyền đẹp quá, chiếc thuyền quá đẹp luôn mọi người. Wow, ok, wow, chiếc thuyền đẹp quá. Hey, quý vị các bạn thân mến, mới bước vào trong cái sảnh họp báo thì Coleman thấy là có nguyên cả một chiếc thuyền. Hóa ra đây là chiếc thuyền của thuyền xưa. Trời ơi. Thật sự thì chắc cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ nước mắm thuyền xưa đã đồng hành cùng bộ phim Vũ Hợi Tấn Hỷ nha. Bởi vì sao là cái bộ phim này là cái câu chuyện là về bảo tồn làng nghề truyền thống làm nước mắm ở Phú Quốc. À, chính vì vậy là thuyền xưa là một cái thương hiệu mà mới. Mình cũng không biết thật sự là cái thương hiệu này có từ lúc nào, nhưng mà thật sự là thuyền xưa đồng hành với cái bộ phim Vũ Hợi Tấn Hỷ là vì điều đó. Nào mình thấy các bạn đúng là cái nhà đầu tư làm một cái chiếc thuyền mà chở đầy nước mắm thì cũng vô cùng thú vị ha. Cái này mà chở về nhà mình Tết chắc vui lắm. Dạ. Mắm mà nhìn như chai rượu nha. À, đây. Quá đẹp. Đây, chai nước mắm y chang như chai rượu đúng luôn á, Hoàng Đào rất là sáng suốt. Chai này giống chai rượu thuốc. Dạ. Đây, chai có chai màu đỏ nữa nè. Oh wow. Hơi lạc hệ đây các bạn. Đây là anh Michael, giám đốc hả? Chị em anh Michael là giám đốc điều hành của thuyền xưa. Chắc là Coleman đang thủ bắt cóc anh chút xíu nha, thấy trai đẹp quá ngồi nói chuyện chút xíu. Nước mắm thuyền xưa trọng sự hoàn hảo. Bác còn chia sẻ với khán giả vì sao thuyền xưa đồng hành với lại Vũ Hợi Tấn Hỷ. Thực chất ra là ở Việt Nam á, là tình ghi nhận là có khoảng chừng hơn 200 năm lịch sử nước mắm truyền thống, mà nước mắm mình đã xuất khẩu và đã ra thế giới được hơn 12 năm, thì cái văn hóa mà duy trì về nước mắm truyền thống rất là quan trọng. Thì đây là cái dịp mà để công ty thuyền xưa kết hợp với lại Liên Quân và Red Moon có thể
hợp tác để mà mình duy trì cái văn hóa của Việt Nam, và đồng thời mình chia sẻ với các người tiêu dùng là cái sự khác biệt giữa nước mắm của nước sạch hay nước mắm không sạch như thế nào thì rất là quan trọng. Thật sự ra nước mắm sạch mới là rất là quan trọng cho cái người tiêu dùng bây giờ, bởi vì người ta cứ xài nước chấm thì nó chỉ có muối và màu và hóa chất, chứ còn nước mắm truyền thống thì phải qua một quá trình sản xuất rất là nghiêm ngặt và phải ủ chậm hơn 12 tháng, từ 12 tới 15 tháng ra được mẻ nước mắm ngon. Đây là những cái đặc điểm rất là quan trọng mà tất cả các người dân hoặc người tiêu dùng phải đi đến. Thì đây là lý do tại sao mà từ xưa mới kết hợp với lại bên rất nguồn để đưa cái thông điệp này tới cho người tiêu dùng biết. Cái nước mắm Nhĩ thiền xưa này là nước mắm là thành theo công nghệ truyền thống nha mọi người. Cho nên chính đó chính là cái lý do mà thiền xưa đồng hành cùng bộ phim Ngũ Hợi Tấn Hỷ, bởi vì công chuyện chính là xoay quanh gia đình của cái ông mà là chú Thanh Nam đảm nhận vai chính đó. Là đây là cái một cái gia đình làm nghề nước mắm truyền thống ở Phú Quốc đó. Thì câu chuyện xoay quanh gia đình ông với lại mấy đứa con gái và lại một cái anh chàng rể tương lai. Đây thôi, các bạn xin phép gửi lại gửi đến mọi người một vài hình ảnh hậu trường của lễ công bố phát sóng Ngũ Hợi Tấn Hỷ nha. 30 tháng Giêng năm 2019 sẽ lên sóng tập đầu tiên, mọi người đón xem. Bộ phim có 18 tập, không? 18 tập vào tối thứ tư và thứ sáu. 20:35 thứ tư. Còn nói chung luôn đi. 20:30 thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ ngày 30 tháng Giêng năm 2019. Xê dịch lên xuống 5 phút rồi.